Rồi em xin chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay nhà vườn em tiếp tục lên giao lưu với quý cô chú anh chị mình một cái 5 cây linh sam siêu bông nha cô chú anh chị. Siêu bông xếp đế nhưng mà ghép 86 nha cô chú anh chị. Cây lùng lực cực lắc, đế đẹp. Đế đẹp. Đế cực kỳ đẹp luôn. Phôi xử lý rất là lùng ha. Này. Phôi xử lý rất là lùng nha. Đây em xe tổng quan cô chú anh chị mình xem một dòng mã 1C ha. Đó. Đây, mặt đế đây. Đế đều đẹp nè. Hàng xếp đế nha cô chú anh chị. Đó, đây là một xe em đưa gần chỗ phong nè, cái phơm nó đây gần nóng chừng dày, phơm nói chung cũng khá ấm rồi. Đó, xương bên dưới này dòng nó kéo tàn lẹ lắm nha cô chú anh chị. Linh sam 86 nha. Rồi để em xây tổng quan dòng đảm bảo thông số mã 1C nha. Rồi đảm bảo thông số mã 1C nha cô chú anh chị. Hoành gốc nó đây là 12, chiều cao của cây là 11. Đó, hết tán ngang nó là 24 nha. Thì mã 1C này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k nha, là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đó, mã 1C 500k bao ship nha. Rồi giờ em lên tiếp mã 2C nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 2C nha cô chú anh chị. Mã xe cũng là một cây linh sam siêu bông ghép 86 luôn nha. Quá trời cái đế đẹp. Đế đẹp và cây lực nữa. Phong cây khỏi bàn, tật lắc, ngọn nói. À, em xe tổng quan của chú anh chị mình xem nè ha. À, đế đều cây lùng lực, phơm tàn dày nha. Đưa vô phong mình xem nè ha. À, phơm tàn đây, dày phơm nha. Nhìn xương bên dưới nó đây. Xương bên dưới đây. À, mã 2C nha. Cây lùng có chút xíu à. Đó, phơm đây. Rồi, đem xe dòng nữa rồi báo con số mã 2C nha cô chú anh chị. Rồi, em sẽ báo con số mã 2C nha. Đây, hoành gốc nó đây là 13. Chiều cao của cây là 9. Đó, hết tán ngang nó là 29 nha. Thì mã 2C này em cũng giao lưu với cô chú anh chị 500k luôn nha. Đó, là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đó, mã 2C là 500k nha. Rồi em lên tiếp mã 3C nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 3C nha cô chú anh chị. Quá trời, cái này được hơn đẹp trong trong lắc nữa ha. Đây đem xe tổng quan của chú anh chị mình xem nha. Trước mặt sau đây ha. Đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mã 3C. Đó. Đế khỏi bàn. Đế đẹp mà thân lắc. Này, nhìn góc này quá lắc nữa. Đây, phơm tàn đây, vậy phơm cũng ra hướng phơm tam giác nha cô chú anh chị. Đó, sau cây đây. Đó, phơm tàn dày kính ha. Rồi để em xây về dòng nữa rồi em báo con số mã 3C nha. Rồi giờ em báo con số mã 3C nha cô chú anh chị. Đây, hoành gốc nó đây là 10. Chiều cao của cây là 14. Hết tán ngang đó là 29 nha. Thì mã 3C này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 500k luôn nha. À, là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Mã 3C ha. Đó. Rồi em lên tiếp mã 4C nha. Rồi em lên tiếp mã 4C nha cô chú anh chị. Mã 4C cũng là một cây linh sam 86. Ok, này cái form nó dữ lắm nha. Ba trời, cái form đẹp. Phơm dày mà cái tán nó dài nữa. Đây, em xe tổng quan của chú anh chị mình xem. Đó. Là 4C ha. Quá tí cái nhà phơm luôn. Đây, cái phơm nè. Cũng dày phơm, cái xương bên dưới nó đây. Đó, xương bên dưới đây ha. Đó. Rồi đem xe về dòng nữa rồi em báo con số mã 4C nha của chú anh chị. 4C kì quá đẹp luôn nha. Rồi em sẽ báo thông số mã 4C nha. Hoành gốc ở đây là 12, chiều cao của cây. Chiều cao là 15. Hết tán ngang nó là 37 nha. Thì mã 4C này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Mã 4C 500k bao ship nha. Rồi giờ em lên tiếp mã 5C nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 5C nha cô chú anh chị. Mã 5C cũng là một cây linh sam siêu bông ha. Ghép 86. Em xe tổng quan của chú anh chị mình xem nè. Cái đấy, qua chi cái đề. Qua tí luôn nha. Ok.
cây này đạt chuẩn thân, đường thân, co lắc, đế đẹp, tay nghề luôn. Rồi để em xây tổng quan cô chú anh chị mình xem, em cho cô chú anh chị mình coi phơm tàn nó ha. Này, cái phơm tàn nó đây, nó dày phơm, nó dày xương bên dưới đây. Đó. Đó. Rồi để em xây dòng nữa, để em báo con số mà 5C nha cô chú anh chị. Hoành gốc nó đây là 10 rưỡi, tính 10 thôi, hoành gốc là 10. Chiều cao của cây là 13. Và hết tán ngang nó là 28 nha. Thì mã 5C này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Mã 5C ha. Cây rất là đẹp nha. Rồi, thì mã 5C này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu quý cô chú anh chị mình yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi, em xin kết thúc video ở đây ạ.